Kênh Lê Nguyễn Hoa Kiển mến chào bà con và các bạn đang xem kênh nha. Thì hôm nay đến với nhà vườn của chị Thu Lan, tiếp tục giao lưu phô hoa giấy Mỹ, những cái cây phô dáng co lắc nghệ thuật rất là đẹp nha bà con, giá bình dân dễ chơi. Mời bà con và các bạn mình cùng xem và giao lưu với nhà vườn luôn ạ. Chào chị Lan. Chào Lê Nguyễn ạ. Chào cô chú anh chị gần xa đã xem và ủng hộ nhà vườn của em cảm ơn. Này cũng lô mới ha, em mới lô mới về em giao lưu với anh chị cô bác ha. Mã số 1. Mã số 1 của em có hoành cổ là 33, sổ đế là 48. Bài của nó là 82 luôn. Cây này nó cũng quái ha. Bài mà cái nó có nhiều chi cành cho bà con ghép luôn. Cây này giao lưu chỉ có 300k bao sống bao ship luôn. Rồi, tiếp theo lên mã số 2. Mã số 2 này dáng cũng như là hình thú cái rễ nè ha. Có hai cái chân ha, trước ha với cái chân hai chân sau chân trước nè. Cái dáng nó cũng rất là đẹp như là con thú vậy đó. Rồi, em vô cây này có hoành cổ 29, sổ đế 43, cao là 1 mét luôn. Rồi, cái em giao lô chỉ có 300k bao sống bao ship luôn. Cái này có chi cành nhiều ha, 2-3 tầng cho bà con ghép luôn. Rồi, em mã số 3. Mã số 3 của em có hoành cổ là 21, sổ đế 50, bài của nó là 70 luôn. Cái này em giao lưu chỉ có 170k. Rễ nó quấn với nhau cũng dễ thương nữa. Rồi cây này cũng quái ha bà con. Dáng cũng quái luôn. Củ trên nó rất là đặc luôn. Cổ, hoành cổ 24, sổ đế 51, bài là 69 luôn. Rồi cây này em giao lưu chỉ có 270k bao sống bao ship luôn. Rồi em lên mã số 5. Mã số 5 của em có hoành cổ là 18, sổ đế 51. Bài của nó là 72 luôn. Rồi cây này ha, rễ quấn rất cũng dễ thương, mà đàn với nhau nữa. Cây này em giao lưu chỉ có là 200k bao sống bao ship luôn cho bà con. Mã số 6. Mã số 6 của em có hoành cổ là 27, sổ đế 43. Nó cao là 71 luôn. Cái này em giao lô chỉ có 250k bao sống bao ship luôn. Cây số 7, cây số 7 của em có hoành cổ 17, sổ đế 45. Cao nó là 88 luôn. Cái này em giao lô chỉ có 170k. Cây này dáng cũng trực nè, di cành nhiều luôn. Mã số 8, mã số 8 của em có hoành cổ 20, sổ đế là 48, cao là 69. Rồi cây này em giao lưu chỉ có 170k bao sống bao ship luôn nha bà con. Rồi em lên mã số 8. Mã số 8 ngủ nó cũng rất là quấn với nhau, rất là đặc mà đẹp nữa nè, nó đều luôn. Cổ 19, sổ đế 57, bài là 84 luôn. Rồi cái nem giao lô chỉ có 200k luôn, 200k mà một củ rất là quấn luôn, quấn quà đẹp nữa. Rồi em lên mã số số 10 là một cỡ dáng trực, rễ nó quấn đặc với nhau luôn. Cái này có cổ 22, sổ đế 46, cao của nó là 67. Rồi cái nem giao lô chỉ có 250k, 250k một cây dáng trực củ nó gắn quấn đặc với nhau luôn. Mã số 11. Mã 11 của em có hoành cổ là 24, sổ đế 38, cao là 71. Cái này em giao lưu 200k. Củ này cũng rất là quái ha, dễ thương nữa nè. Mã số 12. Mã 12 của em có hoành cổ 23, sổ đế 42, cao là 67 luôn. Cái này em giao lưu chỉ có 180k. 180k cũ này cũng rất là quái luôn. Rồi cây 13. Mã 13 của em có hoành cổ là 16, sổ đế 49, bài là 62. Rồi cây này em giao lô chỉ có 160k ha bà con. 160k cho một củ này cũng rất là quái nè, quấn đặt ở trên luôn. Em lên mã 14. Mã 14 của em có hoành cổ 22, sổ đế là 42,
cao là 88 luôn. Cây nệm giao lưu chỉ có 250k bao sống bao xếp luôn nha bà con. Rồi em lên mã 19 là dòng cặp. Cặp này ha, một rễ quấn quá. Hả? Dạ, cặp 15 này nó quấn giống như là con gắn nó đang quấn với nhau luôn. Cổ 18, sổ đế 37. Cao là 66 luôn. Cái này nó vừa lùng lực luôn nè, nó quấn rất là quái luôn. Cổ 19, sổ đế 39, bay cao nó là 53. Rồi cặp này em giao lưu chỉ có 350k. Cặp này rất là đẹp nha bà con, nó quấn nghệ thuật luôn, quấn đều với nhau luôn á. Rồi em lên mã số 16. Mã 16 của em có hoành cổ là 22, sổ đế 44, bay cao là 68 luôn. Rồi cái thứ hai có hoành cổ 20, sổ đế là 48, cao là 62 luôn. Rồi cặp này nó cũng dễ thương đó, em giao lưu chỉ có 350k. Rồi em lên mã số 17. Mã 17 của em có hoành cổ là 21, sổ đế 49, bay là 59 luôn. Rồi cái thứ hai, cây thứ hai của em có hoành cổ là 19, sổ đế là 45, bay là 52. Rồi cặp này ha, cũng quấn quá, em dễ giao lưu chỉ có 350k. Rồi em lên mã số 18. Mã 18 em có quanh cổ 19, sổ đế 42, bay nó là 51. Cổ này nó quấn lực lắm nha bà con, một rễ mà nó rất là đẹp. Rồi em lên cây số 2, có cổ 19, sổ đế 52, bay nó là 76 luôn. Rồi cặp này em giao lưu chỉ có 250k bao sống bao ship luôn nha bà con. Rồi em lên mã số 19. Mã 19 em cây đầu tiên cổ 17, sổ đế 50, bay là 60. Rồi em lên cây số 2. Thứ hai em có hoành cổ là 19, sổ đế 45, bay cao là 84 luôn. Rồi cặp này em giao lưu giá cũng mềm luôn ha, chỉ có 240k. Rồi em lên mã số 20. Mã 20 của em có hoành cổ là 20, sổ đế là 45, bay đó là 61 luôn. Rồi em lên cây thứ hai của nó hoành cổ là 20, sổ đế 50, bay nó là 72 luôn. Rồi cặp này ha, dễ thương luôn, em giao lưu chỉ có 350k, bao sống bao xếp luôn. Rồi em lên mã số 21. Mã 21 của em có hoành cổ là 21, sổ đế là 49, bài của nó là 73. Cây này trong khi vận chuyển nó bị dập nhẹ em tha keo rồi. Rồi em lên cây tiếp theo, đó là cổ nó 22, sổ đế 47, bay nó là 62 luôn. Rồi cặp này em giao lưu giá cũng mềm luôn ha, chỉ có 300k. Rồi mã 22 của em, cây này
Cây đầu tiên cổ 18, số đế 43. Cao của nó là 68 luôn. Rồi cây kế tiếp của nó là cổ 19, số đế 48, bay là 67 luôn. Rồi cặp này em giao lưu giá cũng dễ chơi luôn ha bà con, chỉ có 300k bao sóng bao ship. Mã 23 đã kết thúc clip ạ. 22. Còn này 22. 32. 22 dạ rồi. Tiếp theo là mã 23. Dạ rồi, tiếp theo mã 23 là mã cuối cùng ha. Cây thì đầu tiên có cổ 20, sổ đế 31, bay nó là 51 luôn. Rồi, cây kế tiếp cổ 20, sổ đế 51. Bài cao của nó là 75 luôn. Rồi, cặp này 23 em giao lưu chỉ có 300k bao sóng bao ship. Rồi mã 23 đã kết thúc clip. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã xem và ủng hộ em. Em chúc cô chú anh chị lúc nào cũng vui vẻ và khỏe ạ. Rồi, em cảm ơn chị Lan. Mến chào bà con. Cảm ơn bà con rất là nhiều nha. Em chúc bà con mình xem clip thật là vui vẻ. Hẹn gặp lại bà con mình những clip kế tiếp luôn ạ.